kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhà ở xã hội khởi sắc. Thủ tướng yêu cầu gỡ khó cho người mua nhà, doanh nghiệp bất động sản. Khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Thưa quý vị, nhà ở xã hội là một trong những phân khúc được dự báo sẽ dẫn dắt thị trường địa ốc 2023. Dù thanh khoản toàn thị trường bất động sản gặp khó, dù người mua nhà giảm, chú ý đến đất nền, đất thổ cư, chung cư cao cấp, nhưng nhà ở xã hội, nhà bình dân cho người thu nhập thấp vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt. Hiện đã có 40 địa phương đăng ký nhu cầu và kế hoạch thực hiện. Theo đó, ước tính sơ bộ nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 và khoảng 2,6 triệu căn. Và mục tiêu đề ra của các địa phương cho giai đoạn này là hoàn thành khoảng 1,8 triệu căn hộ. Hơn 15 năm thuê nhà trọ ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, anh Hoàng Minh Hảo, 39 tuổi, chia sẻ, hoàn cảnh một mình anh đi làm và gửi phần lớn tiền lương về cho vợ ở quê Nam Định, nuôi con nhỏ, anh cũng cho biết có tiết kiệm được khoản tiền gần 1 tỷ đồng nhưng số tiền này không thể mua được nhà ở Hà Nội. Tôi cũng có tìm hiểu các dự án dành cho người có thu nhập trung bình, nhà ở xã hội nhưng rất khó tiếp cận, anh Hào nói. May mắn hơn anh Hoàng Minh Hào, vợ chồng chị Trần Mỹ Phương ở Hưng Yên đã mua được căn hộ nhà ở xã hội Rice City, Thượng Thanh, Long Biên Hà Nội, xong thời gian trả góp vẫn còn hơn 10 năm nữa. Chị Phương cho rằng rất nhiều người quen của chị có nhu cầu mua nhà ở xã hội nhưng chưa may mắn tiếp cận được. Không chỉ ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, nhiều gia đình là công nhân tại các khu công nghiệp cho biết mong muốn có được căn nhà nhỏ để yên tâm làm việc. Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Horea, một nghịch lý hiện nay của thị trường bất động sản tại thành phố là nguồn cung nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền dưới 2 tỷ đồng một căn và nhà ở xã hội dành cho người lao động thu nhập thấp luôn trong tình trạng khan hiếm, trong khi các dự án bất động sản cao cấp như biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự biển lại dư thừa. Thống kê của Horea cho thấy, loại nhà ở bình dân dưới 30 triệu đồng một mét vuông tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 chỉ chiếm 1% từ năm 2021 đến thời điểm hiện tại, gần như tuyệt chủng căn hộ có mức giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Còn các dự án nhà ở với mức giá từ 25 tới 30 triệu đồng một mét vuông cũng chỉ có ở một số ít ở những khu vực xa trung tâm thành phố. Việc này tác động trực tiếp đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh cho đa số người yếu thế trong xã hội là người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp đô thị. Thời gian gần đây, các địa phương cũng quyết tâm dồn lực để phát triển nhà ở xã hội, cũng như nhà ở thương mại vừa túi tiền. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản như Hưng Thịnh, Vingroup, Sun Group, Him Lam cũng hưởng ứng và tham gia làm nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Động lực chính khiến nhiều chủ đầu tư trở lại phân khúc nhà ở này là khả năng tiếp cận nguồn tín dụng. Ngân hàng nhà nước đang có chủ trương siết lại tín dụng đối với các phân khúc cao cấp vì phát triển quá nóng trong thời gian qua nhưng những dự án hướng đến nhu cầu ở thực vẫn có cơ hội tiếp cận tín dụng hay gói hỗ trợ lãi suất thấp. Nhà ở xã hội có thể là kênh để nhiều chủ đầu tư duy trì được dòng tiền trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Chưa kể nhu cầu nhà ở giá bình dân dành cho người thu nhập thấp luôn cao. Tuy nhiên để phát triển được nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân cho người thu nhập thấp, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lê Thành cho rằng nhà nước, doanh nghiệp, người dân cần hợp lực trong đó vướng mắc về pháp lý, lãi suất và dòng vốn phải tháo gỡ sớm. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 trực tuyến với địa phương. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản với các doanh nghiệp bất động sản và người mua theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị 03 ngày 27 tháng 1 năm 2023. Ngân hàng nhà nước cần điều chỉnh chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Nghị quyết của chính phủ nêu rõ, tăng trưởng tín dụng phải được điều hành hợp lý, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Bộ Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương, khẩn trương giả soát, đề xuất các biện pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phải được chuẩn bị, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 2 năm 2023. Với trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng ra Bộ Tài chính sớm hoàn thiện trình dự thảo sửa đổi về Nghị định số 65 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trước ngày 10 tháng 2 năm 2023. Bộ Tài chính cần khẩn trương giả soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023. Chủ động có biện pháp phù hợp trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ thực hiện theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Về giải ngân vốn đầu tư công, chính phủ yêu cầu khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn, tổ chức công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh giải ngân. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đề cao hơn trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả phối hợp, thực hiện giám sát các dự án công khai, minh bạch, xử lý nghiêm vi phạm Đối với các nội dung đề án trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chính phủ yêu cầu có phương án huy động nguồn lực thực hiện chương trình, tháo gỡ kịp thời vướng mắc gói hỗ trợ lãi suất 2%, khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư đủ thủ tục, điều hòa vốn linh hoạt, đảm bảo giải ngân toàn bộ vốn của chương trình. Thưa quý vị, quý tiền tệ quốc tế IMF cho rằng Trung Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết những vấn đề của thị trường bất động sản nước này. Thị trường bất động sản Trung Quốc vốn đóng góp khoảng 1 phần tư GDP của nước này, nhưng hiện lại là lực cản đối với tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đặc biệt kể từ khi Bắc Kinh kiểm chặt các nhà phát triển phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ vào năm 2020. Vài tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các hạn chế về tài chính đối với lĩnh vực này. Trong cuộc họp mới đây, Phó Giám đốc Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF cho biết, các biện pháp chính sách của các nhà chức trách gần đây là đáng hoan nghênh, nhưng chúng tôi cho rằng Trung Quốc cần có thêm hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng bất động sản. Theo ông, nếu nhìn vào các biện pháp thì phần nhiều trong số đó là đi vào giải quyết các vấn đề tài chính cho các nhà phát triển, còn sức khỏe tài chính tương đối tốt. Điều đó cũng tốt, nhưng những vấn đề của các nhà phát triển gặp khó khăn nghiêm trọng vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề về một lượng lớn nhà ở chưa hoàn thành nói chung vẫn chưa giải quyết được. Tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu chỉ ra một lối thoát và cách thực hiện tái cấu trúc cũng như ai sẽ chịu thiệt hại nếu có bất kỳ tổn thất nào." Ông Helpling nói và kêu gọi Trung Quốc nên thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa để giải quyết một lượng lớn căn hộ chưa hoàn thành đó. Nếu không theo ông, lĩnh vực này sẽ tiếp tục sụt giảm và vẫn là một rủi ro khiến các hộ gia đình rời xa lĩnh vực này, đồng thời với đó là khoản tiền tiết kiệm của họ sẽ bị chôn vùi ở đó, gây trở ngại cho sự phục hồi của nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, ông từ chối nêu ra khung thời gian cụ thể mà các nhà chức trách Trung Quốc cần hành động trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các bạn nên giải quyết các rủi ro suy thoái càng sớm càng tốt, ông nói. Nhưng các quan chức Trung Quốc đã bác bỏ những đánh giá của IMF về lĩnh vực bất động sản nước này. Họ cho rằng thị trường bất động sản Trung Quốc nói chung vẫn hoạt động trơn tru và không xảy ra tình trạng khủng hoảng. Đồng thời, Trung Quốc cũng cho rằng các vấn đề của lĩnh vực này là sự phát triển tự nhiên của quá trình giảm đòn bẩy và giảm hàng tồn kho trong vài năm qua. Các rủi ro liên quan mang tính cục bộ và chỉ liên quan đến các công ty riêng lẻ, tác động của chúng đối với phần còn lại tương đối nhỏ. Đại diện ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng khẳng định. Trung Quốc cho biết sắp tới họ sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo bàn giao các căn hộ hoàn thiện và sáp nhập các nhà phát triển. Theo y Information, các nhà phát triển như Country Garden, Longfor và ANF Property đã chứng kiến giá cổ phiếu của họ tăng gần gấp đôi hoặc hơn trong 60 ngày giao dịch vừa qua những cổ phiếu của những ông lớn một thời như là Evergreen, và Sunac vẫn bị ngừng giao dịch kể từ tháng 3 năm ngoái. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.